dẫn đường đến Nguyễn Trãi. Đây là gói combo một số app của Vietmap, Vietmap Assistant. Rẽ trái theo hướng dẫn, sau đó rẽ phải theo hướng dẫn. Kcam Việt Nam sẵn sàng ghi hình. i3 i10 tích hợp Vietmap bản quyền, Vietmap Assistant, Vietmap Voice, camera hành trình Android hai mắt luôn. Xin chào toàn thể anh em, đây là tại Kcam này. i10 thì không có gì đặc biệt cả, lắp màn rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay có một chút đặc biệt, đó là mình đang làm PR thuê cho hãng Vietmap. Nghiệp đoàn Vietmap thì hiện nay là mình kết hợp sẽ cho hết tất cả các license bản quyền vào các thiết bị màn hình Android, màn hình cho Max, BMW, Audi, Porsche và các thiết bị Android Box. Đây, em xem cái Vietmap có gì đặc biệt hơn. Đó, giao diện thì nó vẫn rất là thân quen, rất dễ sử dụng. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Bấm giọng đọc của cô ấy. Đây, đang định vị tại đây, và cái biển 50 tức là cái khu vực tốc độ giới hạn ở đây. Ngoài ra thì còn có cái voice của Vietmap, em có thể bách ra ngoài màn hình chính xem cái giọng nói của Vietmap. Đi cùng với cái màn Android này thì có cái bộ camera hành trình cắm USB dành riêng cho màn Android, khi nhìn cả trước và sau, và nó làm cả camera lùi luôn, đúng không? Trên cái app cài trên màn Android thì chúng ta sẽ có thể xem trực tiếp trước và sau, và nó hiển thị rất nhiều các thông tin ADAS, để chúng ta xem tốc tiến này, camera lùi này, hiển thị cả tốc độ, tọa độ, mà giá thì nó lại rẻ hơn các loại camera truyền thống. Đây là phần mềm theo dõi xe của bên Vietmap. Khi mà khách hàng cài cái bản đồ Vietmap thì sẽ bao gồm cả ứng dụng Vietmap Assistant và cái phần mềm theo dõi xe này. Điều kiện là thiết bị phải được cắm SIM 4G